Kính thưa phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương và quý đồng nghiệp, em xin được bắt đầu bài trình bày của em với chủ đề là vai trò của LABA và LAMA trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định. Bài trình bày của em thì gồm có 4 nội dung. Đầu tiên là sẽ nói về cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Phần thứ hai là về cơ chế tác dụng của LABA và LAMA. Và phần thứ ba là hiệu quả phối hợp của LABA và LAMA chứng minh qua các nghiên cứu. Và phần thứ tư là khuyến cáo điều trị COPD giai đoạn ổn định theo GOAL năm 2023. Trước khi bước vào cái cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì em sẽ được giới thiệu với quý đồng nghiệp về hai cây lâm sàng. Cây lâm sàng thứ nhất là một bệnh nhân nam 62 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá 43 năm và hiện tại đã bỏ được 3 năm. Từ 3 năm nay thì bệnh nhân hay xuất hiện ho khạc đờm và khó thở tăng dần. Một năm trước thì bệnh nhân nhập viện và được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đã kê đơn điều trị thuốc giãn phế quản LAMA và dùng SABA cắt cơn khi khó thở. Bệnh nhân tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ, nhưng mà một năm sau đó thì bệnh nhân có hai đợt cấp phải nhập viện. Cây lâm sàng thứ hai là một bệnh nhân nam 67 tuổi, tiền sử hút thuốc lá 43 năm và đã bỏ cách đây 7 năm. Năm 2014, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Lúc đấy bệnh nhân chỉ khó thở MIC ở mức độ 1. Bệnh nhân được điều trị ICS và LABA trong 5 năm đầu và bệnh nhân không dùng thuốc thường xuyên, chỉ sử dụng salbutamol khi có cơn khó thở và bệnh nhân cũng không có đợt cấp nặng phải nhập viện. Đến năm 2017, bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp và bệnh nhân đã phải dùng thuốc thường xuyên là sử dụng ICS và LABA. Bệnh nhân tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ. Bệnh nhân có tiêm phòng vaccine cúm và vaccine phòng phế cầu. Đến năm 2019 thì bệnh nhân có hai đợt cấp phải nhập viện và lúc này thì khó thở của bệnh nhân ở mức độ MIC 3. Qua hai cây lâm sàng trên thì em nhận thấy là có hai vấn đề chúng ta cần phải đặt ra. Thứ nhất là một các bệnh nhân này đều là những bệnh nhân tuân thủ điều trị và bệnh nhân được sử dụng đều LAMA, ICS và LABA, nhưng bệnh nhân vẫn xuất hiện các đợt cấp và còn xuất hiện các triệu chứng, mức độ triệu chứng thì tăng lên. Thứ hai là điều gì đã dẫn đến điều đó? Và thứ hai là vấn đề với những bệnh nhân như thế này thì phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân là như thế nào? Để trả lời cho hai câu hỏi trên thì trước hết là chúng ta sẽ đi vào cái cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì từ những năm 1955 thì người ta nhắc đến kiểu hình của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hai kiểu hình mà được nhắc đến nhiều nhất đó là kiểu hình xanh tím và kiểu hình hồng thổi. Kiểu hình xanh tím như trên màn hình của quý vị nhìn thấy thường gặp ở nhóm người trẻ tuổi từ 40 đến 50 tuổi, thể trạng béo và bệnh nhân này có triệu chứng ho khạc đờm nhiều hơn là triệu chứng khó thở. Còn kiểu chứng hồng thổi đó gặp những người gầy lứa tuổi từ 50 đến 75 tuổi và bệnh nhân có triệu chứng khó thở nhiều, khó thở tăng dần và biến chứng thường gặp là tình trạng tâm phế mạn. Và qua các nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng là với nhóm bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có tình trạng ứ khí và khí phế thủng căng phồng phổi thì nó dẫn đến là làm xấu đi các triệu chứng về xấu đi về mặt chức năng hô hấp nhanh hơn này, các triệu chứng về đợt cấp, các tần suất đợt cấp nhiều hơn và tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn. Vậy thì vì sao lại dẫn đến hiện tượng là căng phồng phổi và bẫy khí ở trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính? Thì chúng ta sẽ xem lại những cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đó là khi mà có sự tiếp xúc mãn tính của khói thuốc lá và những chất kích thích thường xuyên lên niêm mạc đường thở, nó sẽ kích thích các tế bào biểu mô, các đại thực bào phế nang, các nguyên bào sợi, tế bào CD8, các bạch cầu trung tính tiết ra các hóa chất trung gian gây phản ứng viêm và tiết ra protease. Và cái men này nó sẽ làm mất cái sự cân bằng giữa men tiêu hủy protein và chất đối kháng, nó làm phá hủy thành phế quản, xơ hóa và phá hủy các vách phế nang gây hiện tượng khí phế thủng và tăng tiết nhầy. Các nghiên cứu người ta nhận thấy rằng là sự giới hạn luồng khí đấy là cơ chế sinh bệnh học đầu tiên của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và cơ chế này cũng là cơ chế quan trọng nhất. Và chúng ta sẽ quan sát đến cái đường thở của những người bình thường và đường thở của người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì như quý đồng nghiệp có thể nhìn thấy trên hình ảnh này là đường thở của những người bình thường, lòng phế quản vô cùng thông thoáng, khí có thể lưu thông dễ dàng qua quá trình hít vào và thở ra. Cái đường thở thông thoáng này nó được tạo bởi được sự nâng đỡ của cấu trúc xung quanh của thành phế quản. Nhưng với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, do sự mất cân bằng giữa men tiêu hủy protein và chất đối kháng nên nó gây hiện tượng là phá hủy các vách phế nang, nó phá hủy thành phế quản và quá trình viêm mãn tính làm cho đường thở dày lên và làm cho lòng đường thở co hẹp lại, dẫn đến sự hiện tượng là hạn chế sự lưu thông khi hít vào và thở ra, đặc biệt là cuối thì thở ra. Vậy thì với cái hiện tượng mà khi mà hạn chế luồng tắc nghẽn thông khí cuối thì thở ra, nó dẫn đến hiện tượng gì? Nó sẽ dẫn đến hiện tượng là căng phồng phổi động và căng phồng phổi tĩnh trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và hai cơ chế này có thể tồn tại độc lập hoặc là tồn tại song song cùng với nhau.
Về căng phòng phổi tĩnh, tức là ở người bình thường thì chúng ta sẽ luôn luôn có tồn tại hai, có sự cân bằng giữa lực co hồi chun của thành ngực và lực co hồi chun của phổi. Lực co hồi chun của thành ngực thì sẽ có xu hướng kéo các phế nang ra ngoài, và lực co hồi chun của phổi sẽ có xu hướng là kéo các phế nang bên trong. Ở với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái lực co hồi chun của phế nang của phổi ấy, nó gần như bằng không, và chỉ có cái lực co hồi chun của thành ngực nó sẽ kéo các phế nang căng phồng ra bên ngoài. Và khi mà nó các phế nang nó sẽ bị căng phồng ra bên ngoài, nó ứ khí làm cho áp lực trong khoang mỏng của lồng ngực nó tăng lên. Và khi mà áp lực trong lồng ngực nó tăng lên, nó sẽ tác dụng đến những cái tiểu phế quản tận. Những cái tiểu phế quản tận này nơi mà các cái chúng ta biết rằng là ở những đường thở lớn ấy, có cái vòng sụn ấy, nó sẽ làm hạn chế quá trình xẹp đường thở. Nhưng với những cái tiểu phế quản tận, những cái phế tiểu với phế quản nhỏ thì cái vòng sụn này nó ít đi và thậm chí không còn. Cho nên khi mà tăng áp lực ở trong lồng ngực, nó sẽ làm xẹp các đường các tiểu phế quản này, và nó dẫn đến là hạn chế luồng khí thở ra và không khí nó càng ứ lại trong phổi. Đấy là hiện tượng về căng phồng phổi tĩnh. Còn hiện tượng tiếp theo là căng phồng phổi động, là chúng ta thấy rằng là ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có hiện tượng là bệnh nhân hít vào và thở ra rất nhanh, và khi mà bệnh nhân hít vào và bệnh nhân thở ra rất nhanh, sau đó bệnh nhân lại bắt đầu quá trình hít vào luôn, tức là bệnh nhân chưa kết thúc hẳn quá trình thở ra thì bệnh nhân đã bắt đầu quá trình hít vào rồi. Khi mà bệnh nhân chưa kết thúc hoàn toàn quá trình thở ra thì lượng không khí nó sẽ ứ lại trong phổi và nó gây ra hiện tượng khí cặn ở trong phổi. Và mỗi một lần bệnh nhân hít vào và thở ra như vậy thì khí cặn nó sẽ tiếp tục tăng lên, và tăng lên dần dần theo thời gian, và phế nang nó sẽ phình ra và gây hiện tượng là ứ khí trong lòng phế nang. Ngoài ra thì với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì khi mà bệnh nhân khó thở rất là nhanh à, như vậy thì nó sẽ làm cái hiện tượng là giảm áp suất ở trong các đường dẫn khí lớn, áp suất giảm nhanh trong khi áp suất ở trong phế nang nó còn chưa thay đổi kịp, và cái sự chênh lệch áp suất giữa cái phế nang và những đường thở lớn nó dẫn đến là nó sẽ đóng sập lại các đường các tiểu phế quản nhỏ và làm cho không khí càng ứ lại ở trong phổi. Đấy là những cơ chế mà khi mà chúng ta tắc nghẽn luồng khí thở ra ở bệnh nhân COPD sẽ dẫn đến hiện tượng là căng phồng phổi ở bệnh nhân. Và cái hiện tượng bẫy khí trong bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì sẽ dẫn đến hiện tượng là tăng thể tích của dung tích toàn phổi, tăng thể tích khí cặn, tăng dung tích cặn chức năng, giảm dung tích hít vào, và biểu hiện trên lâm sàng là biểu hiện của tình trạng khó thở và giảm khả năng gắng sức. À, trên màn hình thì quý vị cũng có thể nhìn thấy được đây là hai cái X-quang phổi thẳng và phổi nghiêng của một người bình thường, và phổi thẳng và phổi nghiêng của một bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có tình trạng giãn phế nang. Thì các quý đồng nghiệp có thể thấy ở đây là các khoang liên sườn, các xương sườn có xu hướng nằm ngang và khoang liên sườn giãn rộng, và cơ hoành thì bị hạ thấp xuống, cơ hoành phẳng ở trên cái phim phổi nghiêng. Và chúng ta thấy thì là lồng ngực hình thùng, tức là sẽ tăng đường kính trước sau của lồng ngực và cái tăng cái khoảng sáng ở sau xương ích. Đây là cái hình ảnh X quang của những bệnh nhân là bị khí phế thủng. Và trên CT ngực thì chúng ta có thể thấy được cái hình giãn phế nang trung tâm tiểu thủy. Vậy thì như là bác sĩ Hạnh vừa trình bày với các đồng nghiệp là khi mà khí phế thủng tăng lên như vậy, nó dẫn đến biểu hiện là bệnh nhân sẽ khó thở và giảm khả năng gắng sức. Một câu hỏi đặt ra rằng là cái tình trạng mà bẫy khí và căng phồng phổi đấy nó xuất hiện từ bao giờ, từ giai đoạn nào bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì người ta thấy rằng là cái tình trạng bẫy khí và căng phồng phổi đấy xuất hiện ngay từ những giai đoạn sớm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và nó tăng lên nhanh chóng cùng với mức độ nặng của tắc nghẽn đường dẫn khí. À, như trên hình anh chị có thể thấy rằng là FEV1 càng giảm thì cái tỷ lệ cái phần thể tích khí cặn của trong cái đo chức năng hô hấp nó càng tăng lên. Thứ hai nữa là một cái khó thở à, cái khó thở ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ấy, nó tồn tại ở tất cả các giai đoạn của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bởi vì là cái bẫy khí và căng phồng phổi ấy nó đã tồn tại từ những giai đoạn rất sớm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là một cái nghiên cứu trên hơn gần 5.000 bệnh nhân COPD, và các bệnh nhân là được đánh giá theo thang điểm MIC từ 1 đến 5. Và người ta nhận thấy rằng là với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngay từ giai đoạn sớm, giai đoạn 1 ấy, thì đã có những cái tỷ lệ người ta bệnh nhân bị MIC 3, MIC 4 và MIC 5, và tỷ lệ những cái điểm MIC này nó sẽ tăng dần theo mức độ nặng của tắc nghẽn đường dẫn khí. Thứ hai nữa là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ có biểu hiện là giảm khả năng gắng sức ở tất cả các giai đoạn của bệnh. Đây là một cái nghiên cứu ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Các bệnh nhân này đều được thực hiện cách đi bộ 6 phút, và người ta nhận thấy rằng cái quãng đường đi bộ trung bình ở bệnh nhân giai đoạn 2 thì sẽ dài hơn giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Tuy nhiên là ngay từ ở giai đoạn 2 ấy, thì đã có những tỷ lệ những cái nhóm bệnh nhân mà không đạt được cái quãng đường đi bộ tối thiểu là trên 350 mét, và cái tỷ lệ này nó sẽ tăng lên tùy theo từng giai đoạn và theo mức độ nặng của bệnh. Vậy thì chúng ta có thể thấy là bẫy khí và căng phồng phổi nó
và nó đóng một vai trò rất quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và chúng ta hy vọng ở các thuốc giãn phế quản nó sẽ làm giảm cái tình trạng căng phồng phổi này của bệnh nhân, nó sẽ giúp bệnh nhân cải thiện triệu chứng, nó sẽ giúp bệnh nhân cải thiện cái khả năng gắng sức. Và các thuốc giãn phế quản này nó sẽ làm relax, tức là nó làm cho cơ trơn của đường thở nó sẽ được giảm căng thẳng, nó giãn ra, và từ đấy là các đường thở nó sẽ không tắc nghẽn nữa, làm cái quá trình mà tắc nghẽn luồng khí thở ra được hạn chế và sẽ làm cải thiện FEV1, cải thiện FVC và cải thiện dung tích hít vào, dung tích sống hít vào. À, bác sĩ Hạnh cũng xin phép được nói lại về phần cơ chế tác dụng của thuốc LABA và LAMA, là hai thuốc này thì là sẽ tác dụng lên các vị trí khác nhau ở trên đường thở. Về các nhóm về beta 2 arylaxic nó phân bố chủ yếu ở những phế quản đoạn xa, còn nhóm mà muscarinic nó phân bố chủ yếu ở vùng rốn phổi và các đường thở lớn. À, về cơ chế tác dụng của thuốc giãn phế quản lên cơ trơn đường thở thì như bác sĩ Lan cũng đã trình bày từ bài trước đó, thì các quý đồng nghiệp cũng biết rằng là các thụ thể beta 2 arylaxic và các thụ thể muscarinic nó phân bố chủ yếu ở trên màng của tế bào cơ trơn đường thở. Khi mà chúng ta kích thích các thụ thể beta 2 arylaxic, nó sẽ giúp là nó sẽ ức chế cái sự giải phóng canxi vào trong tế bào chất của tế bào cơ trơn đường thở, từ đó làm cho các tế bào cơ trơn nó giãn ra và giúp bệnh nhân dễ thở. Thứ hai là với những nhóm mà muscarinic nó tác dụng chủ yếu vào trên M3 receptor M3 như bác sĩ Lan đã trình bày trước đó, và cái M3 này thì nó sẽ làm giải phóng canxi vào trong tế bào chất của tế bào cơ trơn đường thở và nó hiện tượng co các tế bào cơ trơn và gây hiện tượng khó thở. Những cái thuốc LAMA nó sẽ kháng lại cái receptor muscarinic này và nó sẽ làm cho cái tế bào cơ trơn đường thở giãn ra và giúp bệnh nhân dễ thở. Và một vài nghiên cứu người ta cũng thấy rằng là với những sử dụng những cái thuốc LAMA này, nó còn có vai trò là ức chế các chất trung gian hóa học gây phản ứng viêm. Một vài nghiên cứu người ta đã định lượng nồng độ các chất trung gian hóa học gây phản ứng viêm trong dịch dược phế quản phế nang ở những bệnh nhân COPD mà sử dụng LAMA, thì người ta nhận thấy rằng là nồng độ các chất trung gian hóa học gây phản ứng viêm ở những bệnh nhân này, ở những bệnh nhân LAMA thì nồng độ nó sẽ thấp hơn. Như vậy là chúng ta thấy rằng là việc sử dụng LAMA và LABA đã đem lại một cái hiệu quả trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và ngày nay thì có rất nhiều những cái dạng bào chế thuốc là người ta đưa LAMA và đưa LABA vào trong cùng một cái ống hút thuốc. Và khi mà đưa LABA và LAMA vào trong cùng một ống hút thuốc thì nó không đơn giản là sự cộng tổng của các hiệu quả của đơn trị LAMA kết hợp với đơn trị LABA, mà cái hiệu quả nó sẽ được tăng lên, nó giúp bệnh nhân cải thiện chức năng hô hấp, cải thiện triệu chứng, cải thiện khả năng gắng sức, nó an toàn cho bệnh nhân, nó thuận tiện cho bệnh nhân, vì bệnh nhân chỉ sử dụng hai thuốc giãn phế quản trong một ống hít và thời gian sử dụng là một ngày, một lần trong một ngày, và nó cải thiện các tác dụng phụ cho thuốc. Đã có rất nhiều các nghiên cứu và chứng minh được cái hiệu quả của LABA/LAMA trên cái thuốc hiệu quả của LABA/LAMA với các bệnh nhân COPD. Đây là một cái nghiên cứu lớn và nghiên cứu tiến hành trên khoảng 6.000 bệnh nhân COPD, và người ta chia nhóm giữa việc sử dụng LABA/LAMA phối hợp với việc sử dụng LAMA đơn trị, và ta thấy rằng là cái sự cải thiện FEV1 nó ở tất cả các giai đoạn bệnh từ gôn 2, gôn 3 và gôn 4 so với việc chỉ sử dụng LAMA đơn trị. Và đặc biệt là với cái nhóm mà gôn 2 thì cái việc sử dụng LABA và LAMA kết hợp nó cho hiệu quả cải thiện hơn gấp 2 lần mặt FEV1 so với bệnh nhân trước đó đã từng được điều trị LABA hay LAMA trước đó hay không, và so với bệnh nhân được sử dụng là LAMA đơn trị. Đồng thời là sự phối hợp của LABA và LAMA nó cải thiện cái triệu chứng khó thở hơn với việc sử dụng LAMA đơn độc. Một cái nghiên cứu trên 800 bệnh nhân của COPD ở mức độ trung bình đến nặng, tức là FEV1 nó từ khoảng từ 30 đến 80%. Bệnh nhân này được sử dụng cả hai thuốc giãn phế quản phối hợp là LABA LAMA, và so sánh với việc nhóm sử dụng chỉ có LAMA đơn trị và được đánh giá về tình trạng khó thở sau 12 tuần, thì người ta nhận thấy rằng là cái nhóm bệnh nhân mà sử dụng LABA LAMA ấy, nó cải thiện triệu chứng khó thở 52% so với nhóm chỉ sử dụng LAMA đơn trị. Về việc sử dụng phối hợp LABA và LAMA nó còn cải thiện chức năng phổi hơn 69% so với việc sử dụng ICS và LABA. Đây là một cái nghiên cứu trên gần hơn 800 bệnh nhân và được chia ra làm 3 nhóm, là nhóm sử dụng LABA LAMA phối hợp và hai nhóm sử dụng ICS và LABA với mức liều khác nhau. Người ta nhận thấy rằng là và được theo dõi về mặt chức năng phổi sau vòng 6 tuần, thì người ta nhận thấy rằng là việc cải thiện FEV1 của cái nhóm sử dụng LABA/LAMA nó hơn hẳn so với nhóm sử dụng ICS và LABA.
Nghiên cứu DuckCore là một cái nghiên cứu tiền cứu quan sát và trên khoảng 6.000 bệnh nhân COPD, và nó chia ra làm hai nhóm. Một nhóm là bệnh nhân khoảng 4.000 bệnh nhân được sử dụng LABA/LAMA, và một 2.000 bệnh nhân được sử dụng các thuốc khác, như là người ta sử dụng đơn trị LABA, người ta sử dụng đơn trị LAMA, người ta sử dụng ICS-LABA, người ta sử dụng bộ ba phối hợp ICS-LABA-LAMA, và người ta theo dõi trong vòng 2 năm. Ở cái nhóm 2.000 bệnh nhân điều trị thuốc khác ấy, cái nhóm bệnh nhân này được chuyển đổi sang sử dụng LABA/LAMA, và người ta sẽ phân tích so sánh tác dụng của cái trên nhóm bệnh nhân này khi đã chuyển đổi sang bộ đôi phối hợp LABA/LAMA so với việc là nhóm bệnh nhân trước đó đã sử dụng ICS/LABA, và so với cái nhóm mà trước đó bệnh nhân đã sử dụng bộ ba là ICS/LABA và LAMA. Thì kết luận của nghiên cứu nhận thấy là khi chuyển đổi sang bộ đôi LABA và LAMA thì làm giúp giảm tỷ lệ đợt cấp so với việc là nhóm trước đó sử dụng ICS và LABA, và tỷ lệ đợt cấp thì tương đương như với việc sử dụng bộ ba ICS, LABA và LAMA. Và cái việc sử dụng bộ đôi LABA và LAMA nó sẽ giúp cải thiện cái chức năng hô hấp sớm và ổn định so với việc sử dụng đơn trị LABA hoặc LAMA. Nghiên cứu EMIC trên khoảng hơn 2.000 bệnh nhân và được chia ra làm 3 nhóm. Một nhóm sử dụng là LABA, LAMA, một nhóm sử dụng đơn trị LAMA, một số nhóm sử dụng đơn trị LABA, và được theo dõi trong vòng 24 tuần. Thì người ta nhận thấy rằng là với cái nhóm mà sử dụng phối hợp LABA và LAMA ấy, thì FEV1 nó sẽ cải thiện hơn, trung bình cải thiện hơn được 66 ml so với nhóm sử dụng đơn trị là LAMA, và cải thiện hơn được 140 ml so với nhóm mà sử dụng đơn trị LABA. Một cái vấn đề nữa mà chúng ta vẫn thường hay lo ngại đó là khi chúng ta phối hợp hai nhóm thuốc với nhau thì có làm tăng lên các biến cố nguy hiểm ở trên bệnh nhân hay không. Thì đây là một cái phân tích tổng hợp trên 23 nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa việc xuất hiện các biến cố trầm trọng, những cái vấn đề về bệnh lý tim mạch hay là tử vong so với việc dùng phối hợp LABA/LAMA so với việc sử dụng LAMA đơn trị. Như vậy là từ những cái bằng chứng về cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cũng như là những cái bằng chứng hiệu quả của các nghiên cứu đem lại, thì đã dẫn đến những cái sự thay đổi trong cái khuyến cáo điều trị của Gold. Và đến năm 2023 thì chúng ta nhận thấy rằng là Gold đã đưa ra những khuyến cáo mạnh mẽ để cho thấy bằng chứng và được đưa ra những khuyến cáo mạnh mẽ cho việc sử dụng phối hợp liệu pháp LABA và LAMA. Về mục tiêu điều trị COPD giai đoạn ổn định thì sẽ gồm hai mục tiêu chính, đó là làm thế nào chúng ta phải giảm triệu chứng của bệnh nhân và làm thế nào chúng ta phải giảm nguy cơ của bệnh nhân. Và đến năm 2023 thì Gold đã thay đổi trong việc phân nhóm bệnh nhân. Trước đó thì Gold phân ra là hai nhóm là A, B, C, D dựa trên là mức độ triệu chứng và số đợt cấp của bệnh nhân. Tuy nhiên hiện nay thì nhóm C và nhóm D đã được gộp lại là nhóm E. Do đó chúng ta chỉ còn ba phân nhóm là A, B và E. Trong đó nhóm A là nhóm mà có ít triệu chứng và ít đợt cấp, nhóm B là có nhiều triệu chứng và ít đợt cấp, nhóm E là nhóm có nhiều đợt cấp. Và với Gold 2022 thì sử dụng bộ đôi LABA và LAMA được khuyến cáo từ nhóm D, tức là nhóm có nhiều triệu chứng và nhiều đợt cấp. Nhưng với Gold 2023 thì người ta khuyến cáo sử dụng bộ đôi LABA và LAMA ngay từ ở nhóm B, tức là cái nhóm mà có nhiều triệu chứng và ít đợt cấp, và cái nhóm mà nhóm E, tức là nhóm có nhiều triệu chứng. Xin lỗi, thì cái đầu nhiều và nhóm có nhiều đợt cấp. Và với tiếp tục trong vấn đề hiệu chỉnh điều trị thì những bệnh nhân mà đang sử dụng đơn trị LABA và LAMA, nếu như bệnh nhân vẫn còn khó thở, chúng ta sẽ chuyển đổi luôn sang bộ đôi LABA và LAMA. Và nếu như khi đã sử dụng bộ đôi LABA và LAMA mà bệnh nhân vẫn còn khó thở, chúng ta sẽ xem lại cái dụng cụ hít thuốc này, chúng ta sẽ tìm những nguyên nhân khác gây tình trạng khó thở. Với bệnh nhân vẫn đang sử dụng LABA và hoặc LAMA mà bệnh nhân vẫn còn xuất hiện nhiều đợt cấp thì chúng ta sẽ xem xét đến lượng bạch cầu ái toan trong máu. Nếu bạch cầu ái toan trong máu dưới 300 tế bào trên microlit, chúng ta sẽ chuyển đổi sang bộ đôi là LABA và LAMA phối hợp. Còn nếu bạch cầu ái toan trong máu tăng trên 300 tế bào trên microlit thì chúng ta sẽ sử dụng liệu pháp bộ ba là ICS, LABA và LAMA. Như vậy là bài trình bày của em đã kết thúc, và em nhận thấy là có hai điểm cần phải nhớ, đó là chúng ta phải, khi mà chúng ta điều trị phối hợp LABA và LAMA thì giúp giảm cải thiện triệu chứng, giảm số đợt cấp, giảm sự suy giảm chức năng hô hấp, và theo khuyến cáo của Gold 2023, LABA và LAMA được chỉ định điều trị ở nhóm nhiều triệu chứng và hoặc là nhóm có nhiều đợt cấp. Cuối cùng là xin trân trọng sự cảm ơn sự theo dõi của các quý đồng nghiệp ạ.